Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 2 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh thuộc Đồng Nai cho biết, đến nay đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì B, đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Cụ thể, điều trị ngộ độc tại bệnh viện Long Khánh là 220 ca, chuyển viện 9 ca, xuất viện 11 ca và 88 ca điều trị tại nhà. Theo cơ quan chức năng, trước đó, ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, những người ăn bánh mì tại tiệm bánh mì B đều có dấu hiệu ngộ độc, nôn ói, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, nếu số ca nhập viện còn tiếp tục tăng, sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, tư nhân lân cận. Trường hợp có nhiều bệnh nhân nặng sẽ chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hoặc mời tuyến trên hỗ trợ chuyên môn. Cũng theo lãnh đạo thành phố Long Khánh, đến chiều cùng ngày, các cơ quan liên quan đã hoàn tất lấy mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì B chuyển lên cơ quan chuyên ngành ở thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm. Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh thông tin, tiệm bánh mì B mỗi ngày kinh doanh trên 1.000 ổ bánh mì. Tiệm phục vụ sáng và chiều, nguyên liệu được sơ chế và chế biến ngay tại tiệm. Tiệm bánh mì B là diện bán hàng nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố buộc cơ sở ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 5. Ngày 2 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh thuộc Đồng Nai đã có báo cáo về vụ 222 người nhập viện vì nghi ngộ độc thức ăn sau khi ăn bánh mì. Theo cơ quan chức năng, trước đó ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, hàng trăm người có dấu hiệu ngộ độc, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì B, đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh chỉ đạo ngành y tế, công an thành phố vào cuộc điều tra, xử lý, đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Cao su Đồng Nai và các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận, tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai phối hợp kiểm tra mẫu, điều tra, kết luận vụ việc. Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho tiệm bánh mì B và xử lý nghiêm khi phát hiện các vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm. Tiệm bánh mì B bán bánh mì thịt bao gồm thịt tự chế biến, chả lụa, pate tự làm ngò, dưa leo, đồ chua bán cả ngày với khoảng hơn 1.000 ổ bánh trên một ngày. Đến sáng ngày 2 tháng 5, tổng số người bị ngộ độc thực phẩm nhập viện khám và điều trị tại bệnh viện là 222 trường hợp. Hiện đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định, một cháu bé 7 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai do sốc nhiễm khuẩn. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh, tiệm bánh mì B là tiệm bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến. Đoàn kiểm tra liên ngành đã buộc cơ sở ngừng hoạt động sau khi xảy ra vụ việc ngộ độc nêu trên. Ngày 3 tháng 4, hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, những người này là thành viên của các đoàn Lân Sư Rồng tham gia lễ hội rước cộ Chùa Ông Bổn tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An vào lúc rạng sáng cùng ngày. Thời điểm này, một số mạnh thường quân đã phát bánh bao, bánh mì cho các thành viên của đoàn Lân Sư Rồng. Sau khi ăn xong, nhiều người có triệu chứng đau bụng, nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận thông tin, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, theo ghi nhận, có hàng chục người đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Ngày 15 tháng 4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở thức ăn đường phố trước trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang. Theo đó, lúc 23 giờ 10 ngày 30 tháng 3, sau khi nhận được tin báo nhiều học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị, Sở Y tế Khánh Hòa đã chỉ đạo phòng y tế, Trung tâm y tế thành phố Nha Trang vào cuộc điều tra nguyên nhân. Vụ ngộ độc khiến 12 học sinh nhập viện, các ca bệnh đều có triệu chứng đau bụng, đi cầu phân lỏng, sốt, buồn nôn, nôn và được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, viêm dạ dày, ruột cấp, nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các ca bị ngộ độc cho biết đã ăn thức ăn đường phố trước trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi vào sáng chiều các ngày 28 và 29 tháng 3. Sáng ngày 31 tháng 3, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Nha Trang làm việc tại ba cơ sở có bán thức ăn cho các học sinh.
Qua kiểm tra, ba cơ sở đều không có giấy tờ liên quan đến kinh doanh thức ăn đường phố như hồ sơ khám sức khỏe, giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến nguồn gốc thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, ba cơ sở cũng không còn mẫu thức ăn đã chế biến và mẫu nguyên liệu thực phẩm do các chủ cơ sở khai chỉ lấy đủ thực phẩm và bán hết trong ngày. Cũng theo kết luận, qua làm việc với 12 học sinh bị ngộ độc, các em đều khai chỉ mua thức ăn của bà DTHO vào các bữa sáng, chiều, ngày 28 và 29 tháng 3, không mua của ai khác. Từ đó, đoàn điều tra xác định cơ sở gây ngộ độc thực phẩm là cơ sở bà O với các món ăn mì xào gà, mì ý gà, nuôi gà, cơm gà. Tuy nhiên, tại thời điểm điều tra, tại cơ sở của bà O không còn mẫu thức ăn đã chế biến và mẫu nguyên liệu thực phẩm, nên cơ quan chức năng không lấy được mẫu thức ăn để xét nghiệm. Do đó không đủ cơ sở khoa học để xác định cụ thể thức ăn nào là thức ăn nguyên nhân. Tác nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm là nghi vi sinh vật. Kết luận của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa nêu. Khánh Hòa kiểm tra tất cả cơ sở thực phẩm liên quan đến gà. Tại Nha Trang, Khánh Hòa, sự việc hàng chục em học sinh phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra khiến dư luận không khỏi xôn xao. Điều đáng nói, đây không phải vụ ngộ độc nghiêm trọng đầu tiên trên địa bàn thành phố. Do vậy, trước hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp đột xuất về vấn đề này. Theo đó, tại cuộc họp, ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa thông tin, các em học sinh của hai trường tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo bị ngộ độc, sức khỏe đã ổn định, không có trường hợp diễn tiến nặng. Sau sự việc, Trung tâm Y tế Nha Trang đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, nước uống của các hộ xung quanh địa điểm trường học cho là liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm để gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc cho 37 học sinh của hai trường trên. Cũng theo ông Khoa, hiện nguyên nhân tử vong của bệnh nhi lớp 5 của trường tiểu học Vĩnh Trường vẫn đang được cơ quan liên quan điều tra, chưa có kết luận cuối cùng. Tổng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định một số kho đông lạnh trên địa bàn thành phố Nha Trang có chứa thịt gà chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là nguồn cung cấp thịt gà không đảm bảo, giá rẻ ra thị trường. Thượng tá Thảo nói, đối chiếu với hóa đơn chứng từ sổ sách hoặc trích xuất sổ kế toán thì thấy các thực phẩm đông lạnh này giá rất rẻ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Những thức ăn này được bán tại các vỉa hè, quán bia hơi, giá rẻ, khiến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao. Sau khi nghe các sở ngành báo cáo, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành để thanh kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh liên quan đến thực phẩm trên địa bàn. Ông Thiệu nói, đây là tháng cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng tôi yêu cầu phải làm cả năm, chỉ chọn một tháng nào đó làm gắt gao hơn, còn lại phải làm liên tục từ tỉnh đến huyện, xã. Nha Trang, Khánh Hòa xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Việc liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, du khách và môi trường du lịch. Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các cơ quan đơn vị theo chức năng triển khai, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, đặc biệt việc lưu mẫu thức ăn và kiểm thực 3 bước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, thịt gà là một trong những nguyên nhân chủ đạo gây ngộ độc thực phẩm trong những vụ việc xảy ra vừa qua. Ông Thiệu nói, vụ ngộ độc tại trường iSchool năm 2022 cũng do thịt gà, vụ tại trường Nguyễn Văn Trỗi tuần trước cũng do cơm gà, còn vụ hôm qua tại trường Tiểu học Vĩnh Trường và Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, dù do ăn nhiều món khác nhau nhưng cũng có cơm gà. Từ đó, ông Thiệu yêu cầu kiểm tra loại thực phẩm này tập trung vào các cơ sở giết mổ chế biến đến kinh doanh sản phẩm, thực phẩm từ gà. Cơm không vấn đề gì, nhưng thịt gà quan trọng, các món sốt bơ, đồ chua ăn kèm. Vì vậy, đợt thanh kiểm tra này, các đoàn phải lưu ý kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh giết mổ chế biến thực phẩm. Đặc biệt, ưu tiên kiểm tra các lò giết mổ gà, rồi gà từ đâu, nguồn gốc ra sao, cho rõ, nhất là các nơi buôn bán. Mấy quán bán vỉa hè không bắt buộc lưu mẫu nhưng cũng phải kiểm tra chặt. Còn cơ sở lớn mà không chấp hành lưu mẫu theo 3 bước như quy định thì xử lý thật nghiêm, ông Thiệu yêu cầu. Cấp tỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, còn cấp huyện bắt đầu từ ngày 9 tháng 4. Tất cả các sở ngành địa phương phải chấp hành kế hoạch này, làm nghiêm ngặt đợt kiểm tra. Nơi nào sai chưa đúng ở đâu, xử lý triệt để đến đó, ngăn chặn nguồn nghi ngộ độc, tiến tới xử lý dứt điểm vấn nạn thức ăn không đảm bảo, tránh xảy ra trường hợp tương tự như vừa qua.
ông Thiệu yêu cầu. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.